Nhấn mạnh lạm dụng hóa chất trong thực phẩm rất nguy hiểm, bà Phạm Khánh Phong Lan cho rằng không chỉ dừng ở mức quy định trong nghị định mà cần đưa cả vào luật, vì khi có hành vi đưa một chất, dù có thể không nằm trong danh mục cấm, nhưng đưa sai mục đích gây hại cho người tiêu dùng thì cần chặn lại ngay, không phải đợi đi kiểm nghiệm với đủ thứ thủ tục. Bà Lan cho rằng cần chặn ngay tận gốc vi phạm này. Bài học của bên Bộ Nông nghiệp với cái salbutamol, nếu như mà cứ căng theo luật, ban đầu á, vâng, ban đầu là căng theo luật, là Bộ Nông nghiệp kể với em là lúc mà phát hiện ra salbutamol lần một thì lại còn cho tiếp tục nuôi, lần sau tái phạm mới tiêu hủy, biết chừng nào mới xong. Thế là thấy là hiểu hủy ngay. Rất mong là mình kiên quyết cái chỗ này. Có như vậy thì mới trừ được tận gốc, bởi vì thực sự mà nói á, cái việc lạm dụng hóa chất này nó rất nguy hiểm. Câu chuyện thuốc chữa ung thư làm bằng than tre cũng được đề cập đến như một ví dụ điển hình về hoạt động tinh vi từ sản xuất đến kinh doanh sản phẩm gây tác động xấu đến xã hội. Theo Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, các bộ ngành địa phương cần tập trung thực hiện quản lý chặt chẽ việc sản xuất, kinh doanh nhằm đảm bảo thực phẩm an toàn cho người sử dụng. Nhiều thành viên ban chỉ đạo đã đề nghị Bộ Công Thương chủ trì và Chính phủ xem xét rất là chặt chẽ câu chuyện kinh doanh hàng đa cấp, vì chủ yếu sản phẩm đa cấp này là thực phẩm chức năng và mỹ phẩm liên quan sức khỏe con người. Phó Thủ tướng cũng yêu cầu các bộ ngành liên quan cần sớm soạn thảo nghị định sửa đổi bổ sung một số điều của nghị định số 178 năm 2013 quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm để các thành viên chính phủ cho ý kiến, trình chính phủ để sớm ban hành, trong đó cần chú ý đến quy trình tiêu hủy, tập trung quản lý, chấn chỉnh các hoạt động bán hàng đa cấp, quảng cáo về thực phẩm chức năng, mỹ phẩm, bởi đây là những sản phẩm trực tiếp liên quan đến sức khỏe con người.